Má đã dậy và má đang ăn ốc mèo với chuối, và má ăn hay ghê á. Má ăn hay quá, ngon má. Ngon quá, nó nhăn cái mặt thấy ghê. Ủa bộ ghê lắm hả? Cái trái bơ nó chín quá nè, chuối nè, bò nè, bò bò mật ong nhiều quá, nó ngọt quá, bò chuối không? À, má ăn cái này là bơ chứ đâu phải ốc miêu hả? Ừ. Trời, con tưởng má ăn ốc miêu. À, là trái bơ, cái má dầm ra má bỏ sữa vô. Ừ. Rồi má bỏ mật ong nữa. Rồi bỏ Có nhiều sữa gì. ăn không mà không có sữa. À, mật ong không có sữa. Ngọt quá cái má bỏ thêm chuối vô. Tám thì nãy giờ bóc 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 mấy cái hộp bắp này ăn nè. Nãy tính đi theo Linh, Linh đi thêm Linh chơi cái Linh nó thôi nắng lắm thôi ở nhà đi đi nắng lắm, nhìn ra ngoài đường thấy nắng thiệt. Đây đây là món bồ sồ của chị Cammy mới sồ. Đây là món sườn kho của Cammy, kho cho má ăn, má thích sườn kho của chị Cammy đó, mời má Anh ăn. Văn mới đây đâu rồi? Anh Văn về rồi, Sao vậy? Hoài nè. Giận má về rồi, nói mi mi không làm cho anh Văn ăn mà mi làm cho má ăn giận rồi. Vậy hả? Ừ. Thôi má ăn có một cục thôi, má không ăn hết đâu. Hôm nay là chị My làm, ngày mai là Ly làm, ngày mốt là Linh làm. Chưa sôi. Đây là cá kho của anh hai. Anh hai kho ngon lắm. Tôi Hồi hồi trưa ăn không có lạc. Con ăn thử miếng không có lạc. Má ăn cá kho anh hai chưa? Rồi. Lạc nhất ra. Không có mà. Cái gì? Lẩu. Lẩu nấm kìa, chị My nói là bữa nào cho lẩu nấm hả? Lẩu nấm dễ ăn nha. Mẹ sẽ qua con. Nhưng mà chị lẩu nấm thôi là bỏ cái nước chứ cần gói ra. Lẩu nấm, lẩu nấm. Má thích ăn lẩu nấm không? Ăn đi, ăn má. Ăn ngay lẩu con. Đây, đủ sạch nha con, đủ sạch. Ăn cuốn con ông chợ đi, con mới chạy cho máy. Hút vô. Mấy cái muỗng nó cho dễ. Này, hút mặt vô. Không thấy cái này, mở cái muỗng này. Cái đó để nước canh á. Thôi vô sôi đi. Anh chưa thấy. Này nè, xích cái giếng này, xích thơm, xích quay. Má cứ ăn đi. Rồi nó chạm ra, gì hết. Bánh vô, có canh rồi. Chọn ly kéo ghế được trong vắng rồi đây. Ai muốn ăn thêm thì bỏ nước mắm ra. Văn kìa. Văn vô kìa. Đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Đứa nào nó nói con về nhà rồi. Ai đồ băm văn giận má vậy? Ai cũng đồn nữa. Có người đồ anh Văn giận má, nói anh My nấu đồ ăn cho má ăn, nhưng anh không có nấu cho anh Văn ăn, anh Văn giận mà. Văn nó về mà. Ừ, hát dạ. Chị cũng khao tiếng tắt tiếng rồi, chị cũng đâu có hát đâu. Cái này đâu có ăn đâu, rồi sơi đi mọi má, mọi mọi người. Mời con. Sơi, sơi, sơi. Mời con đẻ rồi, nhà mới mời kìa. Ok. Đúng rồi. Ăn đi thôi, lắc bụng thôi, lắc cũng nhậu, cũng chẳng tới nhậu nữa. Đừng ăn, cố lắc nó no nha. Chẳng tới giờ. Ăn nhậu nhiêu đâu mà đó. Chịu. Ờ, nó cũng bụng. Ăn
Cảm ơn. Ủa, cái gì nướng? Rau nè. Cái rau nó ăn với cá thì ngon. Đúng rồi. Nãy dọn đồ ăn ra. Má kêu quay đi kìa. Má nhờ má nhắc cái đồ. Giờ nè luôn á, em quay. Thấy thấy chưa có quay không? Cầm máy quay cái má kêu quay đi kìa. Má làm. Má đi với người ơi, giờ má làm. Thôi, chúc thơ. Má làm manager cho ông tơ. Nhắc. Cảm ơn lên qua. Nhắc quay. Rồi giờ má nhắc chứ mọi con cũng nhớ má. Đã tội đi. Má cũng muốn chân thơ vậy. Sườn ra sườn mặn không ra không ra. Má ăn sườn chưa? Chưa. Rồi. Ăn cục rồi. Rồi có mặn không? Sườn không có mặn. Không. Sườn ngon lắm. Ừ. Lạc không? Không có lạc. Không bỏ một miếng mắm luôn. Có nghĩa là nó chơi là sườn mặn quá đó. Không là nó dở. Không ngon. Đưa đưa giùm miếng. Không mà ngon. Mà sườn nó chơi là sườn nó cứng đúng không? Không. Không. Nhưng mà ta có chữ không trong đó. Thế phải nói là không dở. Nghe mi nè, còn mi ăn được, ăn vừa phải luôn, không có bị dở, không có bị ngon. Không, cũng ngon, cũng ngon. Cũng ngon, không có bị dở. Không có tệ bạc gì cho lắm. Mày ngon. Anh Trang cũng muốn mưa hả? Thôi 20 giây làm đâu anh? Anh Trang cũng muốn mưa nữa hả? Hỏi câu hỏi tôi như thế nào sao? Thầy chua xài lược. Mát rồi. Nói chung á, hồi đó là phép lịch sự tối thiểu. Người tới nhà ai á, người ta mời mình nó ăn, không uống. Rồi có nghĩa là mình chơi bay. Cho nên á, dầu mình không thích, dầu mình không xài được, thì mình cũng phải ráng mình uống. Ví dụ như á, không biết uống bia. Nhưng mà anh Phúc anh mời uống. Thì cũng hay uống thôi. Có chết sống thì cũng hay uống. Đó là lịch sự tối thiểu. Thế hả? Đúng rồi. Ghê hả? Hả? Thôi uống bia anh Phúc. Uống đại mà. Uống gì có đại với đường. Trời ơi. Hội họp vui quá. Không lịch sự mà Văn rất là lịch sự. Cho nên lần nào cũng uống 20-30 chai. Càng lịch sự phải càng uống nhiều luôn. Đúng không? Ai mà ông kêu ông đem bia ra cũng phải ráng uống. Trời bia nó ngọt như nước mía luôn. Vừa lạnh vừa ha. Vừa quá ngọt nước mía luôn quá. Như vậy ngọt vừa. Canh gì à? Mì ngồi xa. Không được á. Không ăn ăn thêm canh nữa. Trộn canh củ qua ngon. Gắt dầm sườn ngọt với mì đi. Biết rồi hồi đó ba cơm mới gắt nữa không? Hồi đó biểu thi nó đem gì nhiều chút. Hai với má đi bộ à. Good morning các bạn. Ủa, cha không được phải mang theo cây dù. Hay nó mưa lầm lầm. Bây giờ là sáng chủ nhật. Mình đi lễ với lại bà ngoại với lại anh hai với lại chị Cam My. Anh hai sẽ chở đi. Còn chị Cam Linh á, thì đi với thằng Kha. Đi từ nhà chị Linh tới nhà thờ luôn. Chị Linh đòi tới đây đi chung cho vui mà xa quá. Giờ này chị Linh mới bắt đầu đi. Mà nhà thờ thì hơi xa. Tại vì mọi người nói là đi nhà thờ gần đây. Nó gần. Mà nhà thờ Mỹ 8 triệu Tấm lấy không. Cho Tấm đi nhà thờ Việt Nam đi. Đi nhà thờ Mỹ không hiểu hết trơn sao đi. Nghe hát thì hay á. Nhưng mà cha giảng đâu có hiểu gì đâu. Nó cho đi nhà thờ Việt Nam đi xa một chút cũng được. Đi xa có sao đâu. Chứ giờ đã tuần trước rồi đã không hiểu rồi. Rồi tuần này cũng cho hiểu nữa làm sao. Đi cũng như không. Cái bà ngoại nói đúng rồi đó. Đi cũng như không. Không hiểu gì hết. Từ đây lên trên đó hình như là lên nhà thờ hình như là nổi tiếng. Má ra cả. Cái cây selfie này nè, nó nặng.
đau cái tay này đâu. Mát đã không? Lên xe. Cái xong cái ví dụ giờ mà nếu mà leo lên. Đi, lên xem á. Thế rồng thoải mái vậy. Ông ngoại nói xe anh hai thơm quá hả? Anh ấy dài chân nên anh mua cái xe. Thơm cái gì mà bỏ áo quần không anh? Nè cục này nè. Mà ô gần hết thơm, thơm như trời. 21 phút nè. 21 phút nè. Xịt beo chưa? Rồi. Má xịt beo không? 21 phút à? Trời ơi, cũng đâu có xa gì đâu. Trời ơi, 21 phút mà còn à. Làm tôi đi làm nữa thôi. Ừ, gần mà. Ở nhà mình đi có 5 phút à. Bằng con đi làm á, nhưng mà 21 phút nhưng mà nó sao mà tự nhận thơ phút ra chỗ nhà thơ má nó thơ đó mà Phật qua ra xong 5 phút được. Ít nhất 10 phút chứ. 7 phút, 10 phút chứ. 10 phút, 5 phút là má tính là bay á. Được không thể nào lắm, đường xanh đường đỏ không mấy phút rồi. Không, nói chung cũng gần, quá gần. Còn cái nhà thờ Mỹ ở đây cũng gần xịt hả anh Phúc? Đây nè, ngay đây quả trái tới thì băng qua đường rồi tới. Ừ, vậy bộ được nữa, nhà thờ Mỹ á. Trời ơi, ước chi là vật cái nhà thờ đó là nhà thờ Việt Nam ha. Mơ, ở Việt Nam thì có Mỹ. Việt Nam thì được, con ở Mỹ. Nè, bên cái đường nè. Ờ, cha Thanh nó chỉ đó, Holy Spirit đó. Đó, ờ, bán sao làm để gì nhiều trái nữa. Không, đi ở đây mười mấy, 20 phút là gần rồi. Ừ, gần cái bên Thi kìa, nhà thờ Việt Nam đi tới cả tiếng á. Đúng rồi, rồi bên Thi cái gì cũng xa, ví dụ như sân bay cũng xa, xe lửa cũng xa. Ờ, đi chờ Việt Nam cũng xa. Ờ, cái ga xe lửa đó, tại vì mới đầu tính là anh Phúc... Nó ở Đắk Nông mà mệt quá. Mới đầu anh Phúc anh tính lên chở má thơ về. Nhưng mà nói thôi má đi xe 6 tiếng, 5-6 tiếng nó mệt á. Nói thôi cho má đi xe lửa nằm đi. Đó. Nhưng mà có xe lửa nằm hả? Có, xong có. Xong đi từ nhà anh Thi mà ra ra xe lửa lên tiếng mấy bà rồi còn đi. Đúng không? Rồi mất thời giờ đi ra tới xe lửa. Rồi từ xe lửa đi về đây mất thời giờ. Rồi đi xe của Vy nó chỉ ra phi quay, mình đi phi quay chứ hả? Không, đi thẳng đi anh. Ờ, thẳng đó, ra Little Italy, Columbia Park. Thẳng qua khúc nhà anh Thanh á. Qua Columbia Park. Ủa, hồi đó chị My mua nhà là đâu có biết nhà anh hai ở đây hả? Cái gì? Em mua nhà trước. Ý là anh hai với anh Phúc là ai mua cái nhà trước? Trời ơi, mua trước, đợi nào. Ai mua trước hả? Trời ơi. Trời ơi bà. Vậy là chị My đi mua nhà không biết gần nhà anh Phúc đúng không? Biết không? Biết chứ sao biết. Biết không? Không biết được. Ủa nhưng mà ý là biết gần cho nên mới mua hả? Phải. Nói chung là thời điểm đó nó đi rất là hot, nhà rất là hot phải không? Mình tìm cái nhà ngoài không ra. Mà nhà này á là nó upgrade hết 100% luôn. Ồ. Giống như nhà mới vậy đó. Sao có duyên quá ha, tự nhiên mua rồi cũng rộng lắm chứ phải nhỏ, vì cái nhà đâu phải nhỏ đâu mà mua sao gần xịt bên à. Hay ha. Không phải cố tình đúng không? Cố gần chi cái lộn gần cái lộn nhau vậy. Có nhiều cái nhà phê phát này kia mà mua hụt hoài à. Ừ. Rồi có cái nhà trên này nè, trên phone chết này nè. Nhưng mà mua cũng hụt. Tại vì người ta, ví dụ như người ta nói 600. Có người mua hơn. 610, 62, 650, không à. Sao mình mua? Ờ. Mình trả 610 thì nó lọt, không mua được. Hồi đó thời điểm nó mua là phải thêm giá tiền vô. Thêm dữ lắm. Mình không chịu thêm thì mình mất nhiều cái. Thì cũng là cái duyên à My ơi. Rồi cái nhà này cái tự nhiên mua được kế gần nhà Thanh, nhà gần nhà Hạnh Phúc luôn. Duyên gì duyên. Hay không à. Mình mua vòng vòng khu này thôi, mình không có đi xa. Mình không chịu đi xa thôi hiểu không? À mình chỉ kiếm vòng khu này thôi. Gần khu Thanh thì mắc quá không mua được, thành ra xa xuống một chút. Rồi bây giờ nhà mấy cái nhà mà mình đang ở là nó có lên giá không hay là nó xuống lên? Hồi nó mua có 600 giờ 800 nữa. Ồ vậy hả, lên giá luôn. 800 mà nhiều khi không ai bán hiểu không? Bây giờ có tiền cũng ai bán, tại vì tính thuê năm nhiêu 800 là 8 ngàn. Ủa nhưng mà lúc đó mình mua 600 thì mình đó
đóng theo cái giá mình mua chứ. Bên này nó không có giống bên Cali. Ủa vậy hả? Mỗi năm nó lên à. Lên 1 triệu thì mình đóng 10 ngàn. Nhà mình là 8 ngàn, nhà 8 ngàn mấy mà nhà mình 8 ngàn. Nhớ thì khoảng đó chứ đâu có nhớ. Nhà nó 8 ngàn mấy mà. Ủa, mình không có phải giống như Cali là dù mình mua cái... Fix, không có fix cho thuê. Fix, nó tăng từng năm luôn. Từng năm luôn. Trời ơi. Tăng theo giá thị trường luôn. Ồ, ghê hả? Hồi trước mua nhà này á là thuế có năm mấy thôi. Thì mình cứ nghĩ là năm mấy, trời mừng quá. Ai nhà đâu từ từ nó tăng lên. Cái lúc mình mua xong là giá nó đổi. Trời mua 600 thì tăng 6 ngàn. Rồi bây giờ mình có bán đâu mà giá trị thị trường 800 thì nó tăng 8 ngàn. Vậy ha. Chứ như ở Cali là mua hồi đó mua nhiêu là giờ trả tiền thuế về y chang vậy luôn. Trừ khi là bán cho người khác là bắt đầu cái tiền thuế nó mới tăng lên. Rồi cái người khác mua theo cái kia theo cái giá trị. Mình nếu mà sửa nhà lên nó tiền thuế nó cũng tăng á. Thì nó upgrade lên thì thuế nó tăng. Cho nên nhiều nhà người ta không thèm sửa luôn, ta để gì ta ở luôn. Mày má nói tối 10 giờ mới ngủ đến 4 giờ. 4 giờ ngủ 6 giờ. Phải không má? Má có ho không? Không. Má không có ho, tối ngủ với má biết mà. Thôi ngủ. Không ngủ. Nhiều khi ho có nghe đâu. Tối hôm qua con ho mới nghe không má? Không. Vậy là hôm qua má ăn tôm tươi đâu có ho. Phải không? Ăn gì? Má dạo này ít ho tôm lắm, lâu lâu má mới ho một chút xíu à. Rồi chém ho, chém ho. Chém ho đi, trời ơi. Hồi đó mới ho hoài luôn. Bây giờ coi như là lâu lâu mới ho một lần. Ngày 20 là em với anh hai ra đón ông Quang với Cát nha. 9 giờ mấy mới đáp. Sân bay nào vậy? Rồi nó đi gần nè, thấy gần. Giờ đó chạy khỏe, đặt xe. Chắc kêu ông Quang đem mấy bịch Quỳnh Thánh qua để mình ăn. Nếu mà còn chỗ vali kêu ông đem mấy bịch Quỳnh Thánh qua. Làm nó ướp xá xíu rồi. Không có, ông đem Quỳnh Thánh qua mà. Không. Qua cho mình ăn á. Ở đây có xá xíu nữa. Thì đó, mì Quỳnh Thánh xá xíu nha. Anh hai xá xíu với mì đi, em kêu ông Quang đem Quỳnh Thánh qua cho. Mì để em mua cho anh, mì cái loại mà mì tươi ngon lắm. Dùng miếng lên mì ha. Bỏ ăn liền ngon lắm. Rồi để em kêu ông Quang thơm, đem Quỳnh Thánh qua. Mà không biết mua là nó ra cái mì dở lắm. Đó khoảng bao nhiêu người anh hả? 4 5 6 mà. Đó chắc thường 20 người mấy người. Không lên cái ly rồi nữa. Trời ơi. Ăn sao đù. Nghĩ mày nói nấu mì Quỳnh Thánh muối mà không mấy đứa nó không chào qua. Mệt quá. Chào. Đừng để em nấu cho. Nói anh Thơ nó nấu là không ai nhà qua á. À. Nó đừng nói anh hai nấu, nói con Thơ nó sẽ nấu mì Quỳnh Thánh à muối. Nó không chào qua. Nó không chào qua. Chào qua con Thơ nó nấu dở ngon hả? Nhưng mà Hoàng Thánh à muối ngon mà con Thơ nấu dở cũng đâu có nhấu được. Hiểu không? Muốn dở cũng đâu có nấu được. Đúng rồi, Hoàng Thánh ta có sẵn ngon mà đâu có dở được. Nghe nói Hoàng Thánh à muối. Quả cắm ăn Hoàng Thánh không nè. Không. Cắm ăn Hoàng Thánh. Nó đòi ăn nước của Hoàng Thánh không. Không, để em bán nha. Em bán là mỗi người hai viên. Mỗi người hai viên. Hai viên. Không ăn mì. Mấy ăn Hoàng Thánh không à trời. Chết. Coi một bịch đó là 50 viên thì ông Quang ông sẽ đem qua khoảng chắc 4 bịch đi. Nhà mình chắc một bịch là không đủ. 4 bịch là 200 viên á. Mua đem qua 200 viên. 200 viên đủ không? Đủ. 200 viên là đủ. 200 viên chắc ăn cỡ 3 lần. Ăn 3 lần luôn á thôi, ăn nhiều quá. Anh kêu cũng đem 4 bịch qua. Tới nhà mình mà năm một bịch 50 viên nghĩa địa vậy trời. 50 viên là mỗi người 2 viên để em bán cho. Mi dừng cái toán rồi để em mi bán. Nha, để em bán. Ăn 2 viên ăn ta. 2 viên cho cân hả? Ta ăn 4 viên sao? Em
lần em sáu viên á. Tại sáu viên thôi không ăn mì. Đúng rồi, không ăn mì. Có mì nữa, mì nó mới ngon. Vô thành phố rồi nè thơ. À, khi nào mình thấy nhà lầu là biết thành phố. À, còn thấy nhà lầu là về quê. Đó, à, thấy không? Thấy là quê. Trong này là đảo Thao, đảo Linh Tinh. Thì đó thì thành phố. Còn là chỗ mình ở đây là quê. Đảo Thao thì nó có nhiều cái viên này cái cho thuê rồi lắm, đất chật người đông vậy đó. Chỗ gần ta đi làm này kia hả? Ở đây A Linh Tinh chứ, A Linh Tinh đúng không? A Linh Tinh rồi. Đây nhà đắt lắm nè, đó, ở trên trần. Ừ. Nhà đắt rồi vì gần đi si đó, hiểu không? Ừ. Giống như gần đi si rồi nó mắc. Mắc là một căn nhà giống anh Phúc là nhiêu? Chắc 2 triệu mấy, 1 triệu, không, ở khu này làm gì có cái nhà rộng đất vậy đâu. Ờ, nhỏ, đúng rồi. Có hiểu không? Nhỏ, nhỏ không à, 2 triệu mấy hả? Triệu mấy. Nhỏ xíu, hoặc là apartment, condo thôi. Nhà đắt lắm, tại khái vậy đi. Hao hao hoặc tỉnh đô thôi, chứ làm gì có nhà rộng như mình. Single house là phải ra xa xa một chút. Có giống house như nhà để người ta ở, để người ta đi làm cho nó gần thôi. Mà tối ta xuống ta ra bar rồi ta uống rồi ra tại khái vậy. Đã tới nhà thờ. Nhà thờ gì, tên gì đây? Ấy, bà Thanh kìa. Cam Thanh đứng kia quắc quắc kìa. Ủa? Linh à, Linh đứng đây. Ủa, ai kêu chào bà Tám kìa? À, hai chị. Cái chị Tám. Ok, cảm ơn chị. Gặp fan của anh Thơ nhiều lắm, trù của cánh thôi. Có lắm nè. Đâu? Biết canh Thơ. Virginia mà cũng nổi tiếng qua Virginia luôn. Đi qua nhà là sao ai đó. Người ta kêu á. Kêu bà Tám. Người ta đợi. Kêu lại. Cũng kêu à. Ủa sao bữa nay mang giày dép xẹp vậy? Ờ, mang giày bà ta hả? Tại vì không có đem cái đôi giày mang guốc, quên. Dạ, bà Tám mang áo đầm mang giày nè. Đi đám cưới. Không, có đi đi đám cưới thì mang giày khác. Dĩ nhiên. Còn mang giày bình thường má, không có mang. Má nổi tiếng luôn. Má đi nhà thờ là lâu quá quên rồi. Má đâu rồi? Quên nhà thờ. Lên đây nè, lên đây nè con. Hai chị. Hôm nay quay nhà thờ bị chi nhà. Ở má. Ngày 22 tháng 9, sau thứ nhật tuần thứ 24 thường niên. Thứ bảy, ngày 23 tháng 9, thánh Pio thành Pietrangiana.
Dạ. Đẹp quá vậy. Fan bà Tán hả? Dạ. Fan bà Tán hả? Dạ. Trời ơi. Em cuồng luôn hả? Em cuồng trên tiên nè. Chụp cho tấm hình mấy nè, Cam Thơ dùm nha. À, đứng qua đây đây Đức Mẹ nha, nghe cho xin tấm hình nha Cam Thơ. Dạ dạ dạ. 200 ngàn. Fan gặp fan. Tina, trời ơi Tina đẹp quá. Đi mình nên đi với con gái. Đi có lát vài bữa nữa anh Quang với anh bé kém nó qua. Ôi trời mưa, trời mới mưa xong hả ta. Mưa 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 đi đi. Đi đi. Chết lộn mưa rồi cái nón ở đâu. Ướt đầu má có chân má bệnh. Chết 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 chết. Mưa 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 mưa. Hanh. Một cái nón má đâu. Lấy cái báo che cái đầu má lại. Đúng rồi. Lên xe lên xe. Đi ăn phở. Ủa không phải xe này. Xe nào vậy? Thôi. Đi lên. Ừ thôi để lên xe với em Linh. Linh đi có mình nội nghiệp. Rồi anh hai chở má đi. Đi với Linh. Rồi lên xe Cam Linh. Bây giờ vậy nè, hồi sáng nay Tám mới nhận được cái inbox của Sơ. Sơ gửi mấy cái clip với lại hình ảnh á, mấy đứa trẻ em ở chỗ mà Sơ nuôi á. Turn left onto South Wakefield Street. Thì cho các bạn xem những hình ảnh đó nè. Thì trong khi xem hình ảnh thì Tám đọc lại chốt hết tất cả những người mà bữa gửi tiền cho Sơ là coi như là xong. Là má 100, Hường 50, chị Thúy Dương 100, Vân Anh 100, một người khách hàng của A Muối 100, chị Mèo Bạch 100, rồi là 550 thì bà Tám làm tròn là 700, qua bên Việt Nam thì làm tròn thành 18 triệu. Chị Ngọc Lan Michigan gửi thêm 50 đô nữa, cho nên Tám mới gửi cho Sơ hôm qua. Thì Sơ gửi lại những cái hình ảnh và một cái clip, xin mời các bạn coi cái clip đó nha. Cảm ơn quý ân nhân đã tặng cho các em trong làng 3 người cháo dinh dưỡng rất là ngon. Cháo gồm có cà rốt, xương thịt xay và đậu xanh, hành phi, gạo rất là ngon. Cảm ơn quý ân nhân rất là nhiều. Kính chúc quý ân nhân sức khỏe, sự bình an và nhiều ơn lành của Chúa. Đây các em ăn rất là ngon. Đấy cái ca với cái nồi là xíu nữa các em sẽ đem về cho gia đình. Ngon không? Còn đây là cái ca mà xíu là em sẽ mang về cho gia đình này. Đây là các em làm con sờ coi. Sau giờ học giáo lý, các em ăn cháo. Cảm ơn quý ân nhân rất là nhiều đã tặng cho các em làm con sờ coi có 3 người cháo dinh dưỡng. Đây là các mẹ nấu cháo cho các em. Bây giờ các mẹ múc cháo cho các em. Cảm ơn quý ân nhân rất là nhiều. Kính chúc quý ân nhân có nhiều sức khỏe và nhiều ơn lành của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cuộc sống của quý ân nhân. Là các em làng con trời xa. Cảm ơn quý ân nhân đã tặng cho các em có được nồi cháo dinh dưỡng. Hôm nay thì một số các em nó đi học cấp 2 thì đi học chưa về.
còn một số em nữa thì đi mốt măng, đi mốt mì. Chừng cỡ 1-2 giờ trưa các em sẽ về ăn tiếp. Kính chúc quý ân nhân sức khỏe, sự bình an và nhiều ơn lành của Chúa. Đây là các bà con, các em trong làng, các mẹ, các mỏ. Ăn đi con. Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi. Chúng con cảm ơn quý ân nhân. Đó. Cái clip đó Sơ quay, Sơ gửi qua thấy thấy tội nghiệp ghê ha. Mấy đứa trẻ nó nhỏ xíu, nó ngồi nó ăn. Sơ mới nhắn là cảm ơn này kia đó. Cảm ơn các ân nhân thì sẵn đây là tấm thông báo luôn. Cái danh sách của Sơ là coi như xong. Là coi như là hôm nay là dứt điểm ha. Rồi còn ai mà muốn giúp cho Sơ mỗi tháng hoặc mỗi năm gì á thì cứ liên lạc với tám, tám đưa số tài khoản của Sơ trực tiếp luôn nha. Rồi Cam Linh, giờ trở lại vấn đề với lại Cam Linh. Linh không có vấn đề gì đâu, mới giờ đi lễ ra với cả nhà chủ nhật rất là vui. Bình thường mình đi lễ bên Gentilly, nhưng mà bữa nay là gia đình thơ bà Tám với lại má qua, rồi gia đình đi lễ đông vui cho nên mình đi chung, cho nên là mình sẽ không có đi ca đàn và lễ bên Gentilly. Ủa, là bình thường Linh không có đi lễ nhà thờ này hả? Không, đi bên Gentilly gần nhà. Bên kia gần nhà hả? Gần lắm. Ờ đúng rồi, ở đây xa nhà Linh. Cho nên với lại hát ca đàn bên kia. Hát ca đàn bên kia hả? Nhưng mà bữa nay tắt tiếng rồi, hết hát rồi. Không biết tới ngày đám cưới có hát được không nè. Kỳ vừa rồi mình đi lễ gì, lễ nước ngoài mình đâu có hiểu, nhưng mà ngang thi nó nói là lễ nước ngoài hồi tuần trước là thương yêu nhau, còn cái lễ hôm nay là lễ tha thứ. Hôm nay tiếng Việt thì thơ rành hiểu đi. Tiếng Việt thì rành hiểu. Cha nói chưa là cha nói là hôm nay lễ là cái bài giảng là cha là tha thứ, mình phải tha thứ mọi người bao nhiêu lần? 70 lần 7 à, là bao nhiêu? 490 lần. 490 lần tha thứ. Nếu mình không tha thứ, mình cứ chiến tranh, mình cứ thù hận thì không bao giờ mình bình an, mà mình sẽ bị giống như đang uống thuốc độc mà trù cho người khác chết. Nói hay không biết làm được không? Vậy ai nói cũng được đó, mà làm quan trọng làm có được hay không, mà tại mình là con người mà tự nhiên người ta quánh, người ta đập mình, người ta hại mình, khi mình đi tha thứ cũng đâu được, cho nên phải tập rất là khó. Là tha thứ cho người mà làm tổn hại mình đó, xúc phạm tới mình, tổn hại mình phải tha thứ giống như Chúa tha thứ cho mình. Đó là lời của Chúa. Còn con người của mình làm được hay không là cái điều đó mới là quan trọng. Rồi xong chuyện đi lễ sáng chủ nhật đã xong. Còn đi ăn phở nữa. Bây giờ không, ý là chuyện đi lễ đã xong. Bây giờ bắt đầu qua chuyện khác là đi ăn. Rồi đậu vô. Ủa không có chỗ nào nào kia. Tái phở đã ra. Cái này là của bà Tám đúng không? Bây giờ tái dân bây giờ thấy gì đâu, thấy hạnh không? Thôi bây giờ ăn thử coi nha, nó ngon bằng phở hoa xoan nha. Đây này giờ đã xong. Anh Hai với Cam My giành nhau trả tiền, cuối cùng Cam My là người chiến thắng. Cam My đi trả tiền. Má ăn phở gà mà bị tổ chát. Phở gà này không phải là gà đi bộ giống ở Cali, mà gà này là gà ức. Ức gà không à. Thịt gà trắng mà má ăn, má bỏ nguyên một mấy cục thịt gà luôn. Má bỏ hết trơn luôn.
một hai ba chúng em cảm ơn Cami. Má, anh Phúc dắt má đi bộ về luôn kìa. Má đi bộ về đi má. Để về nhà có ba mai với mấy. Rồi về tới nhà. Vô nhà ngủ nha má. Cho má ngủ, nghỉ ngơi. Chiều đi tiếp. Má, con về nha má. Ơi. Ngủ, ngủ khỏe nha. Mày về hả? Bye Mi. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.